Hello anh em à, bữa nay bán hai con xe cùng lúc luôn. Dắt xuống đây nè, dắt xuống đây nè em. Dắt xuống đây nè. Dắt xuống đây luôn, xuống đây luôn. MT15 siêu lướt. Đó, MT15 nè anh em đó. Lại Z300. Đó, Z300 quá đẹp luôn. Là bán hai chiếc cùng một lúc luôn nha anh em. Dạ. Dạ sao ạ? Chị này với chị kia mua kìa. Đó. Đúng rồi. Đây. Đó, sẵn coi cho anh em coi ngoại hình của Z300 với MT15 nè. Nhìn rất là đẹp không? Giờ đường mưa cũng rất là đông. Đó. Anh thấy chưa? Thì Z300 nó bự hơn nha. 300 tới 300 phân khối lượng cái ABS trước sau. Đầy đủ. Hai chìa khóa. Rồi anh về chưa? Về đi. Đây. Xe quá đẹp luôn. Rồi, giao xe. Bye bye nha. Ơi quên dặn chứ quên, tắt máy. Đúng rồi, anh gửi chứng minh photo thôi được. Chỉ có cà vẹt với lại biển số là gốc. Từ từ chờ nó dặn con ốc cái. Ốc bên xe thôi mà, ốc bên xe không có gì. Ốc bên xe lên cho đẹp không mà. Rồi đây. Nhớ nha. Là khi ấy là anh phải đem mấy cái em dặn á, không nhớ thì nhắn tin Zalo em hỏi để trước khi gửi á thì gửi qua cho em trước để em coi thử đúng không. Rồi vậy thôi. Hồi nãy mình quên mình làm cái ủy quyền rút gốc rồi. Bữa nào có lên đây lại không? Mai có ở đây không? Mai đây hả? Mai còn ở đây không? Thì đi trên vòng mai quay lại thôi. Mai quay lại đi làm cái ủy quyền rút gốc cho chắc nữa. Một cái ủy quyền rút gốc nữa là xong. Ok vậy đi, mai tính. Rồi đi chơi nha, chơi vui vẻ nha. Mua xe xong rồi về đi chơi luôn. Rồi bye bye. Rồi anh về luôn. Bye bye anh. Rồi bye bye, anh em vui vẻ. Nào mình ra quốc lộ 1 á. Quốc lộ 1 hả? Đường nào qua quốc lộ 1? Quốc lộ 1 á anh. Anh chạy thẳng cái đường này. Quanh vòng nữa đi. Anh chạy thẳng cái đường này hết rồi. Chạy đi, chạy vòng thử đi. Coi chừng nó mạnh lắm á, rồi nó giật à. Đó, tặng luôn cái nón bảo hiểm nè. Rồi, chơi luôn. Anh đâm thẳng lại không? Anh đụng cái mấy cái bụng bên lên là anh cứ đi thẳng hết. Hai chiếc cùng lúc á, nó hơi bị lộn xộn xíu nha anh em. Cười. Cười gì? Đời ăn trái cây hả? Review trái cây luôn nè anh em. Ở đây có dưa, có đu đủ. Cho em miếng dưa nha chị. Em mua miếng dưa nè. Ăn gì không? Bao đi. Bao đi thì bao đi. Cho em miếng dưa. Rồi ăn gì kêu luôn lần. Sao bốc đúng không? Nhẹ. Mạnh. Thấy không nói chưa? Ok, phải ok, xe em bán phải ok chứ không ok sao được. Rồi, giờ anh đi theo xe anh về đúng không? Ủa sao mang dép giống em hả? Sao mang dép? Mang dép giống em hả? Rồi ok. Rồi bye bye anh nha, đi cẩn thận. Chị đi xe hơi mà đúng không? Em đi cái này luôn. Đi xe đó luôn hả? Rồi xe bị xe sóc rồi xe hơi không được. Một cái tay vịn này, hai vịn dai, hai là ôm sát luôn. Vịn dai thì chịu được. Chị hạ tiên xuống á, lấy hai tay vịn thành. Cái này em lên chừng đây nè. Sao không để cái này lên xe hơi đi? Cái giấy tờ nè, ừ. Đẹp quá, giấy 300 quá đẹp luôn. Lên cây bô nữa là đùng. Dạ. Rồi, rồi, ok. Chị bước đây lên. Rồi. Rồi, tháng là nó quen, mới đầu nó không quen á. Dạ rồi, bye bye chị. Đi cẩn thận nha anh. Rồi, ok. Anh phải chạy trước và anh đi theo, anh không biết đường. Anh phải chạy trước á. Anh chạy trước. Để em chỉ đường qua đây về quốc lộ 1A nè. Rồi, ok, khách về hết. Rồi, mày đang nghe quốc lộ 1A,
chạy đường kia được mà. Quốc lộ 1A đi đường kia được không? Được mà, được. Mà đường này dễ hơn thì tao không được. Rồi, Z300 nhìn xa rất là đẹp. Chị qua. Trời ơi, có xe ô tô kìa. Cái gì vậy? Nó làm như là trâu rừng xuống vậy. Rồi. Ok anh em, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Rồi bây giờ mình thưởng thức đồ ăn thôi. Đó. Một miếng dưa. Miếng dưa của em. Rồi. Đưa tiền chút tính nha. Anh Toàn cầm tiền nó không anh Toàn? Chút vô đưa tiền luôn nha. Rồi coi nè. À, làm không làm mà ăn à. Ăn không?